Dạ, em Mai Hoàng Hảo xin chào tất cả anh chị và cô chú. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị và cô chú một cái lô đất nằm rất là gần với lại là chợ Phước Thạnh ở tại Gò Dầu. Dạ, thì địa chỉ cái lô đất của em nằm ở là ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Dạ, đây là cái vị trí lô đất của em ạ. Thì lô đất của em là có chiều ngang là mặt tiền đường nhựa là 5m. Và chiều dài hai mặt tiền, chiều dài xuống đây là 25m, có hộ cư là 60m². Và đất của em là đặc biệt là có cái hai mặt tiền đường nha anh chị cô chú ha. Và ở đây á, là khu dân cư anh chị thấy rồi đó, cũng khá là đông luôn, rất ở đông khu này luôn. Đường này á, là anh chị cô chú sẽ chạy được thông đi ra ngoài đường Lê Hồng Phong. Và đường đó có thể chạy đi ra khu công nghiệp Phước Đông và khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Đất của mình thì cách khu công nghiệp Hiệp Thạnh chỉ có khoảng là 3 km, cách khu công nghiệp Phước Đông là 4 km, và cách trung tâm của huyện Gò Dầu là chỉ có khoảng 1 đến 2 km thôi. Đất ở đây thì của tụi em là có là đường thông, đường này là anh chị là sẽ chạy thông ra. Nên là đất ở đây rất là đẹp nha anh chị cô chú ha. Tiện ích xung quanh đây á, là chỉ cách trường cấp 1, cấp 2 và chợ Phước Thạnh, ủy ban xã Phước Thạnh thì có khoảng 1,5 km thôi. Dạ, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết hơn cho các anh chị cùng xem ạ. Dạ, em xin chào tất cả anh chị và cô chú. Hiện tại bây giờ là em sẽ chạy đi ra ngoài chợ Phước Thạnh cho anh chị cô chú cùng xem. Như trước tiên á, là anh chị cô chú cùng xem á, là đường này của mình á, là rất là rộng luôn. Đây là cái con đường mặt tiền chính cái lô đất của mình. Theo như các anh chị và cô chú cũng đang thấy thì xung quanh đi nhà cửa rất là đông đúng không ạ? Ở đây á, thì cô chú khỏi lo về cái là điện nha. Với lại là nước thì mình cứ khoan giếng là mình xài thôi. Ở bên tay phải của mình thì anh chị cô chú cũng đã thấy đây chính là trường học cấp 1 của xã Phước Thạnh. Còn ở bên tay trái của mình đó chính là trạm y tế của xã Phước Thạnh. Xung quanh đây thì tiện ích rất là đầy đủ luôn nha anh chị cô chú. Trường học này thì rất là đẹp luôn, rất phù hợp cho anh chị cô chú nào mà mua xây nhà rồi cho con mình học ở đây. Thì mình chạy có khoảng tầm chưa tới 1 phút nữa thì mình đã đi ra tới ngoài con đường Lê Hồng Phong. Nếu mà anh chị rẽ phải thì anh chị sẽ chạy đi ra khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Khu công nghiệp Hiệp Thạnh thì đang hình thành nha anh chị cô chú ơi. Có tổng diện tích của khu công nghiệp là hơn 500 hectare. Còn đây chính là ủy ban xã của xã Phước Thạnh. Mình chạy có một chút xíu thì mình đã đi ra tới ngoài ngã ba Phước Thạnh. Đây chính là khu vực đông dân nhất ở tại xã Phước Thạnh nha anh chị cô chú. Theo như các anh chị cô chú cũng đang thấy thì ở bên tay phải của mình đó chính là chợ Phước Thạnh. Còn như anh chị cô chú thấy, mình rẽ phải thì sẽ đi ra ngoài trung tâm của hành chính của huyện Gò Dầu. Còn rẽ trái thì mình sẽ đi ra khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Bây giờ em sẽ quay sơ lược dân cư ở đây cho anh chị cùng xem. Dạ, em xin chào anh chị cô chú. Thì em đang vừa có mặt ở tại là chợ Phước Thạnh. Thì từ lô đất của mình đi ra tới chợ Phước Thạnh thì rất gần luôn chị cô chú ha. Thì đây là ngã ba Phước Thạnh nha anh chị cô chú. Vò vay một vòng cho chị cô chú cùng xem ạ.
theo hướng này thì anh chị cô chú sẽ thấy là mình rẽ phải á thì sẽ đi ra ngoài trung tâm của trung tâm hành chính của huyện Gò Dầu, rẽ trái thì mình sẽ đi ra ngoài khu công nghiệp Đông. Còn hướng này á thì mình sẽ đi ra khu công nghiệp Thạnh. Dạ thì như các chị cô chú đang thấy, đây là chợ Phước Thạnh và bên kia là chùa Phước Thạnh nha anh chị cô chú ha. Thì bên kia là đang nghệ sĩ Minh Béo á, là đang hát ở bên đấy. Và video của em á sẽ kết thúc tại đây. Và giá lô đất này á là 850 triệu. Cảm ơn anh chị cô chú đã xem và hãy nhớ bấm nút like và subscribe cho em để em có nhiều động lực và sẽ ra thật nhiều clip cho chị cô chú cùng xem.